chào quý vị. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, năm 2016 trung bình mỗi ngày có 845 chiếc ô tô được bán ra thị trường, trong đó ô tô du lịch tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, dòng xe từ 9 chỗ trở xuống, nhiều phân khúc có sự tăng trưởng ấn tượng và đều có sự góp mặt của những sản phẩm mới, đặc biệt là dòng xe thể thao, cụ thể là Nissan X-Trail thế hệ thứ 3 với 3 phiên bản 2.5SV4WD, 2.0SL2WD và 2.02WD. Ra mắt trong năm 2016, Nissan X-Trail đã tạo nên một chuẩn mực mới cho phân khúc crossover bằng sự kết hợp hài hòa giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế hiện đại, công nghệ đột phá cùng những tiện ích cao cấp. Với hệ thống kiểm soát lái, kiểm soát phanh và kiểm soát cua chủ động, người sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm với công nghệ này đã giúp người lái kiểm soát và làm chủ mọi cung đường. Đặc biệt, Nissan X-Trail phiên bản 2.5LSV4WD được trang bị hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4x4i sẽ giúp lái xe tự tin, thoải mái hơn trên những cung đường có độ dốc cao và uốn lượn. Dù đã trải nghiệm rất là nhiều dòng xe khác nhau nhưng mà với Nissan X-Trail này thì nhờ nó tôi cảm thấy là cảm giác lái rất là mượt mà. Nissan X-Trail này nó có luôn cả cái hệ thống, ba hệ thống kết hợp bao gồm cả đánh lái tự động, vào cua tự động và hệ thống phanh động cơ chủ động, thì giúp cho việc đi vào những con đường ngoằn ngoèo đó rất là cảm giác rất là thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì tôi thấy rằng cái sự tiện lợi khi mà cốp xe nó có sự đóng mở tự động thì rất là thú vị và giúp ích cho chúng ta không cần phải mở bằng tay hơn. Nissan X-Trail được thiết kế kiểu dáng khỏe khoắn với nhiều công nghệ hiện đại được áp dụng. Phần đầu xe được thiết kế đặc trưng với logo sáng bóng ở chính giữa, thanh kim loại mài chrome hình chữ V ở lưới tản nhiệt, cản trước thể thao kết hợp với đèn sương mù tách biệt. Bên cạnh đó, cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại tạo lập phong cách thể thao rõ nét. Ngoài ra, Nissan X-Trail còn có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình. Bản cao nhất 2.5SP còn có hỗ trợ đổ đèo giúp người lái tự tin hơn trong mọi hành trình. Không gian bên trong của Nissan X-Trail là sự dung hòa giữa tính thể thao và thiết kế thời trang với không gian rộng rãi. Vô lăng ba cháu bọc da tích hợp các phím chức năng. Bản cắp lô được trang bị màn hình 6.5 inch cùng hệ thống giải trí đa dạng. Như vậy, khách hàng có thể thoải mái hưởng thụ các tiện ích mà dòng xe hiện đại này mang lại. Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản của Nissan X-Trail hoàn toàn mới đều ứng dụng công nghệ hộp số vô cấp điện tử X-Tronic CVT với chế độ số tay 7 cấp và chế độ lái tiết kiệm, vừa đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái mượt mà, vừa cải thiện hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Khác với anh Huy thì sau một vòng trải nghiệm xe thì em cảm nhận được là xe nội thất xe thiết kế rất là sang trọng, bắt mắt và hiện đại. Cửa xe thì được miền chrome rất là đẹp. Ngoài ra thì xe có hệ thống cửa trời panorama thì giúp tụi em có thể quan sát xung quanh một cách rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì em thấy cái hệ thống thiết kế ghế ngồi 5+2 thì rất là thuận tiện cho những gia đình đông người hoặc là các trẻ nhỏ. Được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng triết lý lá chắn an toàn, Nissan X-Trail là mẫu xe thứ hai của Nissan sau Sunny được lắp ráp tại nhà máy TCAE ở Đà Nẵng. Theo nhà sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa của mẫu xe mới này ở mức 12%.